bé này nó hiền, hiền lành, ít nói, cũng xinh xắn, thì cô cũng hài lòng. Nhìn chỉ tới lui lát sao cái cô thấy nó có xăm cái vết xăm cái lưng, cô hết hồn, mà nói trời cái này cũng phải dặn vừa nha. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple bò nha. Cháu lớn là bao nhiêu em? À, 4 tuổi. 4 tuổi, cháu nhỏ thì 1 tuổi. Là trai gái đủ luôn. Dạ, trai gái. Dạ, dạ, luôn. Quá ai rồi. Luôn. Dạ. Sao giống như hoa hậu vậy giống trời? Giống chắc chắn rồi, ai cũng chắn biết luôn mà. Chắn luôn rồi, hoa hậu rồi, thấy quen thì quá trời. Năm 2019 thì mình có tham dự một cái cuộc thi hoa hậu ở Singapore đó. Chương trình đó thì dành cho gọi là Miss áo dài. À, tổ chức cho những người là từ doanh nhân trở lên á, thì mình có tham dự cái chương trình đó và là giải hoa hậu. Hoa hậu doanh nhân á ha, hoa hậu Bá Thùy Phong, hoa hậu Việt Nam, hoa hậu thi quốc tế vân vân. Có rất nhiều cuộc thi hoa hậu. Mà mốt Hồ Bích Trâm thi cuộc thi hoa hậu là bán online đi. Tưởng chú nói con đi thi hoa hậu áo dài chứ nhìn con mặc áo dài cũng được mà. Nhưng mà nó hoa hậu online cũng xinh lắm chứ bộ. À, cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu này thì cô cảm nhận gì về cô bé này? Đầu tiên thì con trai cô dẫn về giới thiệu thì cô thấy bé này nó hiền, hiền lành, ít nói, cũng xinh xắn. Thì cô cũng hài lòng. Nhìn chỉ tới lui lát sao cái cô thấy nó có xăm cái vết xăm cái lưng. Cô hết hồn mà nói trời cái này cũng phải dặn vừa nha. Nhưng mà lúc đó thì cô có nghĩ gì khác nữa không? Đúng rồi, cô cũng ngại ngại. Mình cũng nâm nớp lo thì chắc cũng hơi đua đòi chút xíu. Thật ra còn có những người là xăm nó to quá, lớn quá nhìn nó sợ thôi. Chứ lâu lâu những cô gái mà tức da trắng như em gái đây á, mình xăm có chút xíu cái gì trên cổ tay hoặc cái hoa hay cái gì đó ngay vai hay ngay cổ cho nó rất là đẹp. Nhưng mà mấy năm trước thì còn hơi là hơi quá mới. Ở mới với những cái người lớn tuổi như cô. Còn mấy cỡ nhỏ nhỏ như mấy cháu này thì đó là chuyện bình thường. Còn chị thì sao ạ? Lần đầu tiên gặp mẹ chồng thì mình có ấn tượng gì hả chị? Lúc đầu á, quen với ông xã đó thì mình cũng hỏi với ông xã là ủa anh, ba mẹ anh có khó không? À, hay bữa nào anh dẫn em về nhà để gặp ba mẹ anh. À, thì ông xã nói ba anh thì dễ nhưng mà mẹ anh thì khó chịu lắm. Nghe mình cũng sợ sợ. Hay xét nét rồi hay kỹ tính hay để ý những cái nhỏ nhặt á, em nghe vậy nhưng mà em càng thích. Anh dẫn em về coi mẹ anh khó cỡ nào em cũng làm cho mẹ anh thích em được á. Anh dẫn về đó thì cũng không có nấu ăn gì hết. Lúc đầu á thì mình cũng đến rồi xong mình cũng dọn đồ ăn, phụ dọn đồ ăn rồi nêm nếm đồ ăn gì đó thì mẹ cũng hỏi là con nêm nếm thử món này cho mẹ coi con thấy ngon hay không, thì mình cũng nêm nếm thử rồi dọn đồ ăn lên, sắp xếp đồ ăn để lên bàn vậy. Thì cũng phụ ăn rồi ha. Dạ, phụ ăn luôn. Má nhớ là lần đầu tiên con đến nhà má đó, con chỗ tài con nấu bún bò. Nấu bún bò rất là ngon. Nấu được không? Nấu ngon lắm. Vậy là chị biết nấu ăn đúng không? Dạ, cũng biết cô biết không. Cứ đè bún bò mà nấu thôi đúng không? Dạ, ba chồng thích lắm, cứ mỗi lần cứ qua cứ kêu là con vô nấu bún bò đi. Chỉ đây món vài bữa về nấu cho mẹ chồng ăn ơi, bún bò đó. Dạ không ạ, con cũng có món tủ ạ. Ủa vậy hả, con dịch nấu chao ạ. Nhưng mà con chưa nấu cho ba mẹ chồng cũng ăn thử. Sao vậy? Dạ con không dám. Thật ra những nàng dâu đó, người ta cần phải có một món tủ đó. Dạ. Để mình nấu cho mẹ chồng, cho cha chồng, rồi nấu cho coi như là anh chị chồng, gia đình nhà để chồng. Để biểu diễn hả? Biểu diễn đó. Những ngày đầu tiên mà làm dâu đó thì cô con dâu như thế nào cô? Ông xã cô thì cũng quan niệm là có gia đình thì cho tụi nó ra riêng, nó ở riêng cho nó thoải mái. Thành ra hai cháu lập gia đình xong là tụi nó ra nó ở riêng luôn. Tụi em tại vì cũng kinh doanh trước khi mà kết hôn á, cho nên cũng có khoảng thời gian mà em cũng đi qua đi lại để làm việc á bên nhà. Tại vì cái kho hàng thì để bên nhà chồng á cho tiện việc ship hàng. Những ngày đầu tiên mấy tuần đó làm dâu như thế nào? Thực ra thì mẹ chồng em thì cũng khá là phóng khoáng và hiện đại, không có bắt là con dâu phải tề gia nội trợ. Mẹ cũng có một người giúp việc ăn uống gì đó thì em lên em phụ. Em phụ dọn đồ ăn này kia lên bàn rồi mời ba mẹ ăn đó, phụ dọn chén. Rồi xuyên xuyên rảnh rảnh xuống rửa chén giùm gia đình luôn. Ngủ là cô kêu con ơi dậy ăn sáng, con ơi dậy ăn trưa. Kêu dậy luôn á cô, tới ăn chiều rồi mới dậy luôn á cô. Tức là mẹ chồng gần như phục vụ buổi ăn sáng ăn trưa luôn. Rồi nhà cô thì có hai trai thôi, không có con gái, thì có dâu về thì cưng lắm. Chú rất là thích con gái. Đó, bởi vì Linh hay nói câu vui trong chương trình là bây giờ mẹ chồng làm dâu ngược lại với con dâu thôi. Chứ không phải là con dâu làm dâu như ngày xưa nữa. Thì cô thấy rằng mình với con dâu mình hợp nhau những điều gì?
Thì hai mẹ con hợp nhau đều mà hay xí xọn. Hay mua bông tai, mua này kia cho mẹ, rồi mua son, phấn, mỹ phẩm. Dẫn mẹ đi mua mỹ phẩm. À, hai mẹ con dẫn nhau đi mua. Nhưng mà con dâu của cô hồi xưa là làm trong cái hãng mỹ phẩm của nước ngoài á. Là nó rành về này kia lắm. Dạ. Mua đúng tâm lý luôn. Rồi son rồi bóp sách rồi này kia. Không phải làm đẹp á, làm điệu. Hai mẹ con họp cái chỗ làm điệu á. Mẹ chồng thì lo cho con ăn sáng ăn trưa khi con dâu dậy. Ngược lại con dâu là lo gọi là làm đẹp cho mẹ. Làm đẹp cho mẹ. Làm điệu cho mẹ. Không biết có là nịnh mẹ không biết nữa. Mình có thấy điều gì mà mình chưa hợp với con dâu của mình không? Thì đúng ra thì các cháu ở riêng rồi tinh tế các cháu tự túc luôn. Bây giờ có hai đứa con thì lo làm ăn quá đi, không có thì giờ nhiều để chăm sóc hai đứa nhỏ lắm. Gửi cho bà nội. Gửi cho bà ngoại. Bà nội không có giữ. Đỡ, đi gửi cho bà nội là cũng mệt lắm á. Dạ. Thường bà nội chồng có một bữa là nó quần từ sáng chiều là phờ luôn á. Hồi thì mấy cháu mới làm cơ nghiệp thì ấy lên thì có xin, rồi sau này các cháu tự túc hết. Con xin chứ đâu có mượn đúng không? Dạ. Đỡ đó. Không cho các cháu để mình khởi nghiệp đó, mình cũng giúp các cháu rồi sau này là các cháu tự túc, các cháu lo hết. May là em vừa nói mẹ cho con xin này xin kia, chứ nhiều đứa nó ngại, nó mẹ cho con mượn này mượn kia, đã mượn là phải trả. Dạ đúng khi rồi. Khi mượn xong thấy mẹ mình có nhiều quá thôi khỏi trả, thế là bà mẹ nó quên luôn, quên luôn món nợ luôn. Nhưng mà mẹ chồng nó mượn tôi nhiều lần thôi, mà chưa bao giờ nó nhắc hết trơn rồi thầy. À, đôi khi nó cũng sinh ra mâu thuẫn từ cái chuyện nhỏ như thế. Dạ. Nhưng mà hiện tại là chị đang kinh doanh, là chị đang mượn mẹ cái mặt bằng ở phía dưới đúng không ạ? Thì thật ra thì mượn, gọi là mượn, nhưng mà mỗi tháng thì vẫn trả tiền thuê cho ba má. Dạ. Coi như là ai thuê cũng vậy. Dạ. Mình thuê mình trả ba má khỏi phải lo. Thật ra thì mình cũng muốn là gọi là độc lập hơn, thì nhiều khi mình cũng nói thôi ông xã ơi, mà hay mình đi ra ngoài mình kiếm một cái mặt bằng nào đó đi để đỡ phiền đến ba má. Nhưng mà ông xã thì ông nói thôi để cứ thuê ở đây đi thì mọi thứ nó thuận tiện hơn. Thì mình cũng ok thôi, nhưng mà giống như kiểu là mình cũng muốn nó thoải mái một chút xíu trong cái việc sinh hoạt. Tại vì mỗi lần mà mình đang làm việc, cứ ba má hay kêu con ơi lên đây ăn cơm chung với ba má này kia. Đang công bận công việc, mình cũng phải để công việc đó thì mình đi lên. Với lại là ba má kêu lên ăn đúng giờ đỡ đau bao tử. Không? Thật ra những cô gái mà với những bạn trẻ mà hay tham công thiết việc quá đó thì thường là đau bao tử nhiều. Tụi nó ăn 1 giờ mấy, 2 giờ không à. Còn cô chú trưa là 12 giờ ăn đúng giờ. Thì kêu tụi nó lên ăn. Dạ, đúng rồi, nhiều khi ba mẹ lo cho mình mới kêu mình như vậy, lo cho mình như vậy. Bây giờ thì em mời chị qua bên đây nha. Em với chị tâm sự đôi chút ha. Mình không có ở chung với ba mẹ chồng như vậy. Rồi nhiều khi rồi hai vợ chồng có cãi vã gì nhau á, rồi có mét mẹ không chị? Mét hoài luôn. À, cứ mỗi lần mà vợ chồng gây gỗ với nhau á, hay là bất đồng ý kiến á, thì lúc nào cũng gọi điện alo mét mẹ hết. Mỗi lần mà nghe như vậy thì mẹ hay binh mình không à. Vậy là hiện tại là mẹ ruột của mình là đang ở chung với mình để mà chăm cháu đó. Vậy những cái lúc mà hai vợ chồng cãi lộn với nhau sao không nói mẹ ruột ra xử? Mẹ cũng có ý kiến, nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề này nó liên quan đến mình với ông xã, thì mình sẽ gọi điện thoại cho mẹ chồng để mẹ chồng có thêm ý kiến nữa. Hồi đó hai vợ chồng cãi nhau cái gì mà đến nỗi mà phải gọi điện cho mẹ chồng để mà mét vậy chị? Nhiều lắm, vấn đề là hoặc là vấn đề là đi đứng nè, ăn uống của gia đình nè, rồi bạn bè tụ họp đi chơi nè, rồi nhất là việc chăm sóc con cái đó là rất là nhiều vấn đề luôn. Lần đầu tiên mà có con á, mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con. Thì đợt đó là giống như chỉ là pha sữa thôi, pha sữa cho con của mình uống thôi. Mình thì muốn nhiệt độ đúng, là nhiệt độ cao là 70 đến 80 độ gì đó, thì hình như là ổng pha đến nhiêu chưa có đủ độ nóng á. Đó là ổng đổ ra, cái xong ổng quậy sữa cho con. Mình nói là không được, phải pha đúng nhiệt độ. Cũng nói là không sao không sao, ở bên nước ngoài nó còn pha sữa lạnh nữa. Ổng nói là ổng học đâu bên nước ngoài á. Thế lúc đó mình tức quá, mình chịu không nổi, mình tức quá luôn. Không được, anh phải ra được pha đúng sữa cho con. Tại vì bây giờ cái bụng của thằng con mình nó rất là yếu, cứ cãi qua cãi lại á, cứ xong mà lớn tiếng với nhau, cứ mình chịu không nổi, cứ mình tức lên. Lúc đó khóc nữa, vừa khóc vừa gọi điện thoại cho má, kêu là má ơi bây giờ má nói giùm con cái này chứ con nó không được, con tức quá rồi cứ cãi con như vậy đó. Hồi xưa là ổng ở nhà thì ổng cũng không có phụ nhiều đâu, nhưng mà đến không khi làm mà cái gì hết. Đến khi mà cưới vợ rồi ba mẹ ảnh còn bất ngờ nữa. Ba mẹ ảnh còn nói trời ơi sao thằng Huy nó cưới vợ xong mà nó hay khác đến vậy. Rồi chị chỉ em bí quyết đi.
chị em đi quyết đi. Nhờ chị xong rồi cái chị rèn luyện cho một cái tính thay đổi luôn. Là hồi ở với mẹ thì không có làm một cái gì hết. Rồi cảm ơn chị nha. Nói chung là nhà mẹ chồng đàn nhau này cũng không có một cái xích mích, không có mâu thuẫn gì hết. Cho nên là thôi bây giờ mời chị về bên kia để nói chuyện chú Linh nha. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Rồi cô là có hai người con trai hả? Dạ, hai trai. Con trai lớn là trai lớn thì cũng 44 tuổi. 44 cũng có gia đình rồi. Có gia đình rồi. Là không có nào ở chung luôn. Dạ không. Dạ. Nhưng mà cái chuyện này là em phải học chị đó. Bây giờ chị cho em một tí xíu bí quyết đi được không? Ví dụ như mình có khả năng mình làm được rất là nhiều việc, nhưng mà mình cứ giả bộ mình nói anh ơi, giờ em bận làm cái này quá, anh coi thằng Tony giùm em đi. Mình đừng có ôm đờm, lúc nào mình cũng đừng có ôm đờm quá. Mình cũng phải để một vài công việc gì đó cho ông xã mình làm, để ông xã mình thấy là ừ, anh cũng phải có trách nhiệm trong gia đình. Nhiều khi sai vặt nhiều quá cũng quạo á. Không, nhưng thật ra là nhờ. Cái này là hồi nãy chị nói là giống như là nhờ. Ừ, còn gặp con là vậy nè. Anh lấy giùm em đó nha, anh lấy giùm em đi anh. Trời ơi, lấy gì lâu dữ vậy, lấy giùm em đi. Trời ơi, em đang đó, một hồi là chồng con quạo luôn chú. Giờ em hiểu rồi. Tùy người đàn ông thôi. Có người đàn ông á, dụ cách nào cũng không làm đâu. Do bản tính thôi. Mình mà sai khiến thì người đàn ông họ không có thích. Mình nhờ vả, mình nhờ mà mình nói ngọt á thì họ rất là thích. Cứ lâu lâu cái mát cái là cô kêu hai đứa qua nói chuyện. Mời hai vợ chồng qua họp nha. Thấy nghiêm mà thấy cái chuyện rồi đó. Mà nhiều khi kêu ảnh không qua, anh trốn luôn á, anh không qua. Sao bao nhiêu lần gọi mát á, cuộc họp đó diễn ra thì bây giờ ảnh trốn luôn hả cô? Anh không qua, anh kêu bà qua. Không qua là bây giờ mình gọi điện mình la luôn. La thì nó cúp máy không nghe. Kêu là nó biết rồi đó. Kêu là biết vợ nó mát rồi đó. Gọi là mát. Ông xã mình á thì trước giờ mình vẫn rất là tin tưởng. Ổng đi đâu này kia ổng nói, ổng làm gì thì ổng cũng có nói mình. Đụng chuyện có chuyện nào mà cần ghen thì ghen thôi, để cho ổng phải biết là kiểm soát lại mọi cái hành vi cử chỉ, với lại kiểm soát lại mọi cái hành động của mình để đừng có đi quá giới hạn. Nhưng mà có một cái vụ ghen nào mà lên đỉnh điểm không chị? Tức là vỡ bừa. Cô nhớ có. Có mét cô. Qua mét luôn, mét bà má luôn. Có một cái người nào quen của con dâu cô á, cái đi shopping thì gặp trai cô đi với một cái cô nào đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Thì chụp hình bỏ qua Kim Anh. Cái Kim Anh mét cô, đưa hình cho cô coi nữa. Rồi đó, ảnh đi là đi shopping với cô nào nè. Cái cô nói để cô hỏi nó, kêu nó về hỏi, cái nó cười cười, nó không nói gì hết á. Này ghen hoài luôn. Nó cười cười, nó không nói. Cái cô mới nói, sao Kim Anh đưa nó hình này cho mẹ coi nè đó. Con đi đâu với bạn gái con mà người ta chụp hình người ta gửi về cho Kim Anh coi luôn á. Cái nó cười sau này nó mới nói, trời ơi, cái đó là bạn học của con ở nước ngoài về, rồi con dẫn đi shopping đi uống cà phê thôi, có cái chuyện gì đâu mà ghen. Đó thì cũng tại anh chồng. Nói con dẫn thì con phải dẫn có bạn. Có gì tại anh chồng. Vợ con không, đi tại chứ. Vì anh không nói cho chị biết. Người ta đi với bạn bè không phải cái gì phải báo cáo em ơi, nay anh đi với bạn á. Nhiều khi người ta quên. Dạ không, phải nếu nói cho chú. Nếu mà tưởng thì không lẽ không đi lúc chị. Đi đó là phải dẫn vợ đi cùng. Hai đứa đi chơi tay đôi với nhau. Vợ phải bận buôn bán lâu lâu mình rảnh mình đi chơi bạn gái cũ chút xíu với mình. Trời ơi, chú Linh ơi. Làm gì đâu mà dữ vậy mấy bà. Chú Linh suối này là cháy nhà đó. Phải đâu, thật ra không lẽ giờ đi chơi với bạn gái thôi mà. Là bạn học đó. Bạn học đó là con gái, là bạn gái. Không lẽ nói em ngày mai đi chơi với bạn gái cũ của anh. Dạ không chú ơi, nhạy cảm lắm. Cô cũng quan niệm vậy đó, đi là phải dẫn vợ theo chứ không có được đi một. Mà lúc đó vợ bận rồi sao dẫn được cô? Hẹn ngày khác. Trời ơi, bạn gái cũ người ta mày, cảnh con ngày đó rồi. Mà nhiều khi không nói cho vợ biết rồi sao biết vợ bận không bận đúng không cô? Nhiều khi giấu mất tiêu. Giấu đi một mình là không có được. Đi ra nơi công cộng rất nhiều người thấy, không có gì phải ghen cả. Chị ghen cũng đúng thôi, gặp con là con ngâu thôi. Thôi, thử gì ghen quá. Thật ra mình cũng phải gọi là hiểu đàn ông chút xíu chứ. Nếu mà người ta muốn giấu á, đố ai biết được. Nhưng mà có ngày cũng lòi ra. Thì bởi vậy nhưng mà mẹ chồng muốn dặn dò con dâu điều gì và mong muốn con mình thay đổi điều gì không? Má cũng mong con là quan tâm tới con cái chút xíu, nhín thì giờ ra. Hai đứa lo làm ăn quá thì nhiều khi ít cái quan tâm đến con, thì dạy dỗ nó, tội nghiệp nó. Có mình nó thui thủi hả? Thì thấy mấy cháu thì cứ lo làm ăn, cứ đi. Còn em gái? Xưa giờ mẹ em cũng rất là hiểu tâm lý con cái. Mẹ em cũng hạn chế tối đa những cái việc mâu thuẫn trong gia đình. Mẹ rất là khéo trong việc cư xử này kia. Mà đôi khi mà mẹ chăm sóc
con cháu nhiều quá mà nhiều khi em cũng thấy rất là mệt. Nghĩa là mẹ lúc nào cũng hỏi thăm này kia từng đứa kể trẻ cháu thằng Tony hôm nay nó ăn sao con, rồi nó lên mấy ký. Nghĩa là mẹ hỏi nhiều quá cho nên là đôi khi em cũng mệt cho nên mẹ điều tiết lại về chuyện đó. Tại mình thương cháu mà. Thương cháu mà, trời mà ơi. Thấy không có gì điều tiết cả. Cái điều này được mà. Hôm nay thì có một người cũng nhân vật bí mật. Thôi mình mời con trai vô đây đi. Nhưng mà con không biết. Không phải luôn chú. Không phải hả? Dạ. Thì ông chồng thôi chứ ai đâu. Đúng không? Làm như người nước ngoài dễ bí mật. Dạ đâu rồi ạ, người bí mật đâu rồi ạ? Dạ đây. Ô bà ngoại. Rồi, dạ rồi con mời cô vô đây ạ. Dạ chị. Con không biết gì trơn á. Không biết luôn. Dạ. Không biết. Bây giờ đang trao đổi về cái việc chăm sóc cháu này kia đó. Mà con gái của cô nó lo kiếm tiền quá đó, ít quan tâm với con để giao cho bà ngoại thì cô thấy như sao? Mình cũng thông cảm cho các con. Nhiều lúc thấy thấy cũng thiếu sót về cha mẹ chăm chút cho con thêm để cho nó có cái tình kháng khích. Đã kháng khích rồi, buổi tối, chiều tối về cũng kháng khích rồi. Nhưng mà mình muốn nó phải được cha mẹ với con cái nó kháng khích với nhau thì chơi trẻ, với trẻ nó sẽ phát triển tốt. Mình ở chung với lại anh chị như vậy rồi nhiều khi hai vợ chồng lục đục cãi nhau rồi chị là ổng nói với cô mà mét cho mình bà nội không à, rồi bà ngoại có biết không à? Không, nhiều khi bà ngoại không biết và cũng có khi bà ngoại biết nữa. Rể nó bao giờ nó mét với mẹ vợ là vợ nó vậy không? Không, con rể thấy chưa? Con rể này nó cứng rắn lắm, nó không có mét. Thấy chưa, nó không có mét hết chưa? Vậy nó không mắc... có nhiều chuyện. Ờ, à, vậy mắc mớ gì mình đi mét bà nội hoài. Tại vì bây giờ không có chuyện gì để mét đúng không chị? Có, tại nó không mét thôi chứ. Nhưng mà nhiều khi mình biết được cái câu chuyện đó rồi mà mình không đứng ra mình xử luôn hả cô? Có, cô có nói, cũng tùy theo câu chuyện. Có chuyện Kim Anh mà xử mà nó hơi ấy đó chút á thì cô cũng khuyên nó, vợ chồng rồi nhỏ nhẹ với nhau, để phải không? Chứ cứ căng quá, cái ai cũng muốn cũng muốn mình là hơn hết á thì cái đó thật sự là thua hết á. Thành ra mình khuyên là Kim Anh nhường nhịn chồng, rồi mình cũng nói với lại Quy nữa, nhưng mà mình không có nói thẳng với Quy là nhường nhịn Kim Anh. Nói vậy thì nhiều khi Quy không biết, nhiều khi nó không có tiếp thu mà mình nói qua cách khác. Con lấy cái này cho Kim Anh đi, Kim Anh nó đang mệt, nó đang buồn đó, con vô con nói chuyện với nó đi, nó đang buồn đó. Nó nói vậy thì nhiều khi Quy nó tiếp thu. Đúng rồi, giờ không lẽ mẹ vợ mà nói với con rể rồi, con rể nó thấy cho bà bên con ruột bả có bao giờ gọi là bà ngoại mét cho bà nội không? Có luôn hả? Mét hoài. Mét hoài luôn. Mét hoài. Bà ngoại là mét bà nội để xử luôn. Mà không biết nội là chủ yếu là những cái đó là nó liên quan đến cháu thôi. Còn chuyện vợ chồng thì hai đứa tự giải quyết. Thằng con. Câu chuyện ngày hôm nay rất là thú vị. Ba người phụ nữ gọi điện mét nhau liên tục. Là tự giải quyết luôn. Con hiểu rồi nè, nhiều khi á là chị gọi cho cô biết hết tác dụng, tới mẹ gọi luôn, hai mẹ chồng xử với nhau luôn. Vậy thì bây giờ ngoài cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu ra, chúng ta còn nói chuyện hai bà xui với nhau, phải thân thiết với nhau nữa để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề cho con. Hôm nay thì có mát gì không? Có con gái gì nè. Tức là con rể á, cháu ngoại á nó bệnh là nó sốt, là mình nóng ruột mình muốn đưa đi bác sĩ liền, mà tin á thì nó cứ nói là mới sốt mà cứ để coi, chứ giờ mà đưa đi bác sĩ liền thì cho uống thuốc kháng sinh, mà uống thuốc kháng sinh thì con nít uống hoài thì nó sẽ không tốt, nó sẽ không lớn được, nên nó để ngày mai đi. Cứ ngoại thì nóng ruột quá cứ vậy, mà đứa thì kiểu là uống không có uống kháng sinh liền, cứ để coi có tự nó bớt không. Bà ngoại muốn liền luôn ha. Mình nói là đưa đi bác sĩ liền để coi làm sao. Là tới đây mét luôn hả cô? Hả? Tức quá mét luôn ở đây luôn. Gọi điện cho bà nội liền đó bà. Nói con trai bà đứa con đi liền coi. Thì mình phải nói chứ tên nó không đưa thì bà ngoại đưa đi. Nó chịu thì sao bà? Thật ra cái vấn đề này thì em cũng hiểu, tại vì con của em thì có những lúc nó sốt nhẹ
Nghĩa là mới sốt thôi mà bà ngoại cũng nóng ruột, bà ngoại nó thôi mới sốt cũng đưa đi, nghĩa là cái gì cũng đưa đi, cái gì cũng đòi đi chở đi bác sĩ hết. Để con hỏi cô Thúy là cô bác sĩ riêng của con em á, thì tùy tình hình nữa chứ không phải là lúc nào cũng đưa đi bác sĩ, lúc nào cũng phải uống thuốc liền. Tại bà ngoại sốt ruột. Sốt ruột. Nói hôm nay là ba người phụ nữ ngồi đây ba mặt một lời. Rõ ràng câu chuyện này. Hai người chuyên gia. Ba người phụ nữ này sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, sẽ trở thành người bạn thân thiết hơn. Hôm nay con cảm ơn hai mẹ đã đến tham dự vào cái chương trình này. Thông qua đó thì con hiểu được là những cái tâm sự, tâm tư của hai mẹ. Đầu tiên thì con xin tặng cái đóa hoa này cho mẹ, bởi vì con biết má rất là thích hoa huệ. Bởi vì hoa huệ thì nó rất là lâu tàn. Con rất là mong má thì lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung, hạnh phúc, sức khỏe và luôn luôn ở cùng với chúng con lâu dài hơn. Cảm ơn con nhiều. Má hy vọng chương trình này thì con cũng thay đổi để cho gia đình thêm hạnh phúc, con cháu là ấm êm. Còn đây là đóa hoa hồng. Con biết mẹ cũng rất là thích hoa hồng bởi vì hoa hồng rất là đẹp và thơm. Mong mẹ luôn luôn xinh đẹp, sức khỏe, trẻ trung để cùng gia đình của chúng con ngày càng hạnh phúc hơn. Dễ thương quá à. Cảm ơn hai con và cảm ơn chương trình đã giúp cho gia đình thật là hạnh phúc, ngày càng thêm gắn bó hạnh phúc. Linh mong rằng là trong mỗi gia đình Việt Nam chúng ta luôn luôn có những cái nụ cười như thế, luôn luôn có những bó hoa để tặng mẹ chồng và mẹ ruột của mình như thế. Chắc chắn cái câu chuyện ngày hôm nay Linh mong rằng nó sẽ lan tỏa đến tất cả mọi gia đình của Việt Nam chúng ta. Còn đây sẽ là món quà để tặng cô con dâu. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cũng có một phần quà nhỏ gửi đến ba mẹ con của mình ha. Đó là son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính nè. Dạ, con gửi gia đình.